Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Mình là Leo. Hôm nay Leo sẽ hướng dẫn các bạn bài nhảy di vãn nhạt nhòa. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta vào phần hướng dẫn chi tiết. Click vào phần đăng ký và rung chuông để tiếp tục nhận được các video hướng dẫn của kênh. Thì trong bài này chúng ta sẽ nhảy theo phong cách Zumba nhé. Và hơi sexy một chút. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 tổ hợp. Và bây giờ Leo sẽ đi trước tất cả động tác để cho quý vị tiện theo dõi nha. 5, 6, 7, vào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Và 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta vào phần hướng dẫn chi tiết. Trong bài này chúng ta sẽ có 3 tổ hợp và chúng ta sẽ đến với tổ hợp đầu tiên nhé. Ok. Trong tổ hợp đầu tiên này chúng ta sẽ có 4 động tác nhỏ. Được chưa ạ? Thì chúng ta sẽ cùng vào này. Nhá. Ở động tác đầu tiên này, được chưa ạ? Chúng ta sẽ có động tác là chúng ta bắt đầu bằng chân phải này. Được chưa? Các bạn đứng bình thường như mình này, các bạn bắt đầu bằng chân phải này, chân phải bằng mũi chân này và chúng ta đưa tay trái lên, được chưa ạ? Chúng ta xoay cổ tay. Đó, xoay cổ tay. Xoay cổ tay, được chưa ạ? Đúng không? Thì chúng ta sẽ có nhịp là chân phải lên này. 1, 2, được chưa ạ? Tiếp theo chân trái đưa lên làm tương tự như chân phải. 3, 4, được chưa ạ? Thì các bạn làm cho mình này. 5, 6, 7, vào này. 1, 2, 3, 4, được chưa ạ? Rồi còn 5, 6, 7, 8 thì các bạn tay phải đang ở phía trên này đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có bước side step, cái chân phải này đi sang ngang và chúng ta sẽ đưa tay phải ở trên này sang luôn này. 5, 6, được chưa ạ? 5, 6, được chưa ạ? Và 7, 8. Ok, đây là động tác đầu tiên nhá. Nào, chúng ta cùng làm lại nào. 5, 6, 7, vào này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Được chưa ạ? Ok. Tiếp theo đến động tác thứ hai này. Chúng ta chuyển trụ sang chân trái, đồng thời đưa chân trái lùi về phía sau này. Được chưa ạ? Đưa chân trái lùi về phía sau này, đồng thời chúng ta nhấc chân phải lên nhưng mà mũi chân vẫn ở phía dưới nhá. Thì chúng ta chỉ nhấc cái trụ lên thôi, nhấc cái gót chân lên thôi. Thì nó sẽ là 1, 2. Chân phải này chúng ta đưa một nửa, chúng ta vẽ một nửa hình tròn từ trước ra sau, đưa về phía sau. Đấy, chưa? Và chúng ta chuyển trụ về phía chân phải. 3 và 4, được chưa ạ? Tiếp theo chân trái làm tương tự như vậy. 5 và 6. Và chân phải làm lại lần cuối. 7 và 8, được không ạ? Thì các bạn sẽ làm như mình này, được chưa ạ? Lùi chân trái về này. 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, được chưa ạ? Ok. Và mình nối động tác 1 và động tác 2 vào với nhau sẽ thành như sau này. 5, 6, 7, vào này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với động tác thứ 3 này. Trong tổ hợp đầu tiên này thì chúng ta sẽ có bước sai. Chúng ta đưa tay sang theo chân, được chưa ạ? 1, 2 và 3, 4 thì chúng ta đưa lên trên, đồng thời thu tay dọc xuống dưới theo chân, được chưa ạ? Thì sẽ là 1, 2, 3, 4. Chân trái làm tương tự như vậy. 5, 6, 7, 8, được chưa ạ? Các bạn hiểu không ạ? Sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Và đến câu 8 cuối cùng, động tác thứ 4 này thì chúng ta sẽ có động tác sóng, được chưa ạ? Động tác sóng xuôi, cho các bạn làm sóng xuôi. Đấy, đưa ngược lên, làm sóng xuôi, đúng không?
Kết hợp với tay là chúng ta sẽ đưa từ trong ra ngoài và chúng ta vuốt xuống dọc theo hông eo, được chưa? Thì sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, khi các bạn làm nhanh sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ nối cả 4 động tác lại trong tổ hợp 1 lại cho các bạn cùng xem nhé. Rồi, 5, 6, 7 vào chân phải này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8. Ok. Tiếp theo chúng ta đến với tổ hợp thứ hai. Trong tổ hợp thứ hai này thì chúng ta sẽ có động tác như sau ạ. Đầu tiên này, các bạn sẽ bước cho cha mở tiến. 1, 2, 3, 4. Được chưa ạ? Các bạn bước chân phải sang bên trái và dậm cho mình là 1, 2, 3, 4. Được chưa ạ? Ok, nào các bạn đưa chân phải bước sang dậm cho mình sẽ là 1, 2, 3, 4. Và bước thứ hai nó sẽ có bước xoay nửa vòng của cha 5, 6, được chưa ạ? Đấy, sẽ là bước xoay nửa vòng và bước về cha 7 và 8, được không ạ? Thì khi các bạn đi kết hợp với tay vào được chưa ạ? Thì sang bên này này, được chưa ạ? Tay trái chống eo này, tay phải chúng ta đưa ra này, sẽ đưa ra này. 1, được ạ? Đưa ra tóm lấy phía trước. 1, được ạ? 2, được ạ? 3, 4 thì tay đưa lên trên này, được chưa ạ? Cụp xuống. Và 5, 6, 7, 8 thì chúng ta đưa xoay, đồng thời chúng ta xoay quay tay theo chiều cơ thể luôn, được chưa ạ? Và 5, 6, 7 và 8. Được không ạ? Thì các bạn làm sẽ thành là 2, 3 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Được chưa? Làm bên trái các bạn làm tương tự y như vậy. Đưa tay trái ra. Được chưa? 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Được chưa? Thì chúng ta sẽ làm 4 lần 8 nhịp. Làm lại 1 lần nữa là xong đúng không? 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Kết thúc, được chưa ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tổ hợp thứ 3 và tổ hợp cuối cùng này, được chưa ạ? Thì trong tổ hợp cuối cùng này thì ta sẽ có động tác như sau ạ, được chưa ạ? Chúng ta sẽ có bước xoay nửa vòng, được chưa ạ? Giống trong video Bachata xoay nửa vòng ấy, thì nó sẽ là các bạn bước chân lên cho mình này, bắt đầu bằng chân phải này, được chưa ạ? Bắt đầu bằng chân phải này, được chưa ạ? Trục cơ thể các bạn đưa lên phía trước đây nhá, được chưa ạ? Hai tay dang ra này, sẽ đưa chân phải lên này. 1 2, được chưa ạ? Bước chân trái đây nhá, các bạn để cho mình này. Chân phải bước này, 1, được chưa ạ? Chân trái bước lên, 2, thì xoay mặt về đây rồi, được chưa ạ? Hông đằng này xoay về đây, 3, 4, được chưa ạ? Mình làm lại này, 5, 6, 7, vào này, 1, 2, 3, 4, các bạn trụ mũi chân trái nhé. Tiếp theo này, đưa chân trái ra thu về này, 5 này, chân trái đưa ra, 6 lại thu về này, 7 và 8, thì chúng ta vẽ một nửa vòng tròn này, 7 và 8, được chưa ạ? Ok, rồi. Lại nhá. 2, 3 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Ok, làm bên trái thì làm tương tự như vậy và chúng ta làm ngược lại đúng không? Thì chúng ta lại có bước là 2, 2, 3, 4. Đúng chưa ạ? Lại đưa chân ra 5, 6 và vẽ một nửa vòng tròn 7 và 8. Ok, chúng ta sẽ làm như vậy là 4 lần 8 nhịp nhá. Ok, mình sẽ cùng đếm này. 5, 6, 7, vào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Kết thúc. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn xong bài. Chúc các bạn có một buổi tập thành công và có thật nhiều năng lượng. Và đừng quên subscribe và cho mình một like nha. Và nếu các bạn có điều gì góp ý cho mình thì hãy comment ở phía dưới cho mình để mình có thể làm những video tiếp theo tốt hơn nha. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn.